Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video chia sẻ tiếp theo của kênh Bardo Official về Corel cho những người mới bắt đầu học thiết kế. Thì hôm nay ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về cái công cụ test. Các anh chị các bạn khi mà mở Corel lên thì các anh chị sẽ thấy là ở bên hộp công cụ này. Bên hộp công cụ này thì nó sẽ có đây nè, đây là hộp công cụ ha, thì nó sẽ có một cái biểu tượng chữ A. Đây, nó có một cái biểu tượng chữ A, tức là đây là biểu tượng của test để chúng ta nhập test vào trong Corel. Thì để nhập test vào thì cũng khá là đơn giản, các anh chị và các bạn chỉ cần click vào ở trong cái chữ A này và chúng ta đưa ra màn hình. Thì khi đó là cái mũi tên con trỏ chuột nó sẽ hiện lên một cái chữ A và dấu cộng. Và sau đó các anh chị sẽ click vào trong màn hình và chúng ta bắt đầu nhập tép, chúng ta bắt đầu nhập đoạn văn bản vào. Bây giờ ví dụ như mình nhập bài 3. Đây. Thì khi các anh chị và các bạn là nhập xong, các anh chị và các bạn muốn phóng to chữ thì nó có các cách sau. Thứ nhất là các anh chị khi mà nhập vào, các anh chị sẽ thấy trên thanh thuộc tính này, nó sẽ có thứ nhất đây là cái chiều ngang của cái đoạn văn bản và đây là chiều cao của cái đoạn văn bản, tức là nó sẽ thể hiện cái đoạn chiều ngang và chiều cao của đoạn văn bản. Ở phía bên đây thì nó có cái biểu tượng của micro, tức là đây là cái dấu hiệu lật, thì đây là lật, lật ngược nè, còn đây là lật lật lên xuống nè. Tiếp theo đó là các anh chị và các bạn sẽ thấy tiếp đến là cái thể hiện cái phông chữ. Thì khi mà click vào trong cái biểu tượng mũi tên sổ xuống thì nó sẽ có rất là nhiều cái phông chữ. Trong cái máy của tất cả các anh chị và các bạn cài như thế nào thì nó sẽ hiện ra những cái phông như thế này. Thì ở đây nó có rất là nhiều dạng phông. Thứ nhất là dạng phông đối với mà theo kiểu gõ của Việt Nam á, thì nó có bộ phông cho bộ thiết kế, đó là phông UTM hoặc là STM hoặc là phông Veni. Thì để mà đánh theo dạng phông á, để đánh theo dạng phông, ví dụ như mình đang đóng theo dạng phông Unicode thì mình sẽ khi mà các bạn và các anh chị bật máy lên thì nó có thể định dạng ở cái phông chữ Arial hoặc là phông chữ Thai New Roman. Nếu mà các anh chị và các bạn muốn đánh phông chữ theo kiểu Vini, muốn chọn phông Vini đánh thì các anh chị và các bạn vào bên góc phải màn hình, ở phía dưới ngay chỗ góc phải màn hình sát bên cái chỗ biểu tượng Internet sẽ có một mũi tên, các anh chị và các bạn click lên. Thì ở đây các bạn và các anh chị sẽ có một cái bộ gõ như thế này. Các anh chị, bộ gõ của nó có biểu tượng là chữ V ha, của UDK ấy. Thì các anh chị click hai cái vào. Sau khi các anh chị các bạn click hai cái, nó sẽ hiện ra một cái bảng của UDK. Thì trên đây nó sau ở trên bảng mã thì các anh chị và các bạn bỏ xuống, thì nó các anh chị chọn vào chữ Vini Window, thì cái kiểu gõ có thể là kiểu gõ của Vini hoặc là Thailand. Thì người nào gõ theo cách nào thì các anh chị cứ chọn bài gõ ở đây nha. Ở đây mình chọn Thailand thì mình chọn như thế này, sau đó các anh chị các bạn đóng lại. Đây là cách thứ nhất các anh chị chọn. Cách thứ hai là các anh chị click vào trong mũi tên và các anh chị đưa con chỏ chuột vào trong cái biểu tượng chữ V của phần UDK, thì các anh chị click phải chuột thì nó sẽ hiện ra một cái bảng hướng dẫn thế này và các anh chị chọn Vini. Nếu mà các anh chị thích gõ bảng gõ Vini hoặc là Unicode chuyển sẵn, đó là cách chọn để gõ. Đối với khi mà các anh chị và các bạn muốn kéo to chữ, muốn phóng to chữ thì nó có hai cách. Thứ nhất là các anh chị và các bạn có thể là dùng con chỏ chuột ở cái sau khi mình chọn đối tượng như thế này thì nó sẽ hiện ra 8 cái nút đen. Thì mình sẽ đưa chỏ chuột vào trong một trong bốn góc như thế này, một trong bốn góc để mình khi mà đưa tới thì nó sẽ có cái mũi tên hai chiều, sau đó chúng ta sẽ giữ trái chuột và chúng ta kéo ra, thì đây thì nó cũng sẽ kéo phóng to ra. Thì đồng nghĩa với việc khi mà chúng ta kéo thì ở trên cái thanh thuộc tính của nó sẽ thể hiện được cái kích cỡ của phông chữ nó như thế nào, hoặc là chúng ta sẽ kéo theo chiều chiều đứng, chúng ta sẽ kéo theo chiều đứng như thế này, rồi chúng ta kéo theo chiều chiều ngang.
Nhưng đối với trong thiết kế thì các anh chị hạn chế kéo chữ để sợ nhiều lúc là nó bị biến dạng phông chữ. Do đó các anh chị hãy cố gắng làm sao để cho phông chữ nó gần như một cách tự nhiên thì nó sẽ đẹp hơn cho cái phong thiết kế của mình. À, các anh chị ha. Còn đối với thay đổi kiểu kiểu chữ thì các anh chị lít vào trong đây. Đối với khi mà các anh chị và các bạn mà gõ theo kiểu Unicode thì các anh chị sẽ sử dụng những cái phông Unicode sẽ chúng ta sẽ thay đổi phông chữ. Còn nếu mà các anh chị và các bạn mà thay đổi những cái phông không đúng của nó, ví dụ như đang sử dụng Unicode mà các anh chị đổi vào phông Vini thì nó sẽ bị lỗi phông chữ ngay. À, do đó thì ở đối với kiểu gõ nào thì chúng ta sẽ đứng ở cái kiểu gõ đó. À, đối với phông chữ nào thì chúng ta sẽ đứng kiểu gõ nào thì chúng ta sẽ theo cái phông chữ đó. À, ví dụ như đây là Unicode thì mình sẽ chọn xuống những cái dải Unicode như thế này. Đối với cái cách thứ hai, các anh chị và các bạn muốn tăng cái kích cỡ phông chữ hoặc là nhỏ kích cỡ phông chữ thì các anh chị lít vào đối tượng chữ cần phóng to thu nhỏ, sau đó chúng ta sẽ chọn vào trong cái phông size trên đây nè. À, để phông size trên đây thì nó sẽ hiện ra như thế này nha. Thì chúng ta có thể chọn theo cái phông có sẵn trong đây hoặc là chúng ta sẽ đánh trực tiếp vào trong đây. Ví dụ như đây mình cần phông chữ 80 thì mình đánh vào trong đây 80. À, thì nó sẽ hiện ra nha. Rồi, khi các anh chị và các bạn khi mà các anh chị muốn tô đậm cho chữ thì chất phía trên đây nó sẽ có những cái dạng, đối với những cái dạng chữ thì nó sẽ có mặc định, nó sẽ không cho chữ bold. Ví dụ đây mình đang đánh ở chữ Arial thì nó cho cái chữ bold, nó giống bên sử dụng bên Word như mình nè. Ở đây là các anh chị và các bạn sẽ thấy nè, mình lít vào đây nó sẽ tô đậm cái chữ lên. À, lít bên đây à, thì nó sẽ nghiêng cái chữ, và lít ở chữ U M này, à, U có gạch dưới thì nó sẽ gạch dưới cái chữ như thế này cho mình. Còn ở đây thì chúng ta nó sẽ là canh cái dạng chữ nè ở nè trung tâm, tức là khi mà canh ở trung tâm các anh chị và các bạn đánh cái chữ, ví dụ đánh cái chữ thì nó sẽ cân ở cái trung tâm như thế này. Ví dụ đây là một cái khung ha, mà cái chữ này mình đã cho nó là ở trung tâm của cái khung, tức là ở giữa cái khung này rồi. Thì khi mà các anh chị và các bạn mà muốn đánh, đây là khi mà các anh chị và các bạn ở chọn ở cái mức độ là cân giữa, thì khi các anh chị đánh thì nó sẽ ra ha, nó sẽ ra như thế này ha. Đây, khi chị đánh đúng không, nó sẽ ra như thế này nè, tức là nó sẽ cân, nó sẽ đánh xong khi một đoạn văn bản thì nó sẽ cân luôn cái nó sẽ cân luôn là ở giữa cái khung này, ở giữa cái khung này. Còn nếu mà các anh chị mà chọn ở cái lép này thì nó sẽ đánh từ ở bên góc đánh ra, hoặc là từ bên phải từ bên trái qua phải, từ phải qua trái, thì nó cái này cũng tương tự như Word, cũng rất là dễ ha, các anh chị có thể là tìm hiểu thêm ha. Thì mấy cái chức năng này thì các anh chị cũng không có cần thiết phải nó cũng không cần thiết cho mình lắm à, nên mình chỉ giới thiệu cho tất cả các anh chị và các bạn những cái nào cần thiết thôi. Rồi tiếp đến khi mà các anh chị, thứ nhất cái này là cái cách nhập chữ thứ nhất. Còn cách thứ hai, các anh chị sẽ click vào ở trong cái phần test tool hoặc bấm vào F8. Thì khi bấm qua như thế này thì các anh chị giữ trái chuột và các anh chị kéo một cái khung như thế này ha. Kéo một cái khung này thì khi kéo một cái khung này thì các anh chị sẽ thấy trên đây nè, khi các anh chị lít vào trong cái khung để chúng ta làm việc thì ở giống như ở đây là một cái trang giấy, thì khi các anh chị và các bạn nhập chữ vào thì nó sẽ nằm mặc định ở trong cái khung này. Ở bài phía trước mình cũng đã nói sơ qua rồi đúng không, ví dụ như thì các anh chị và các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm ha, khi mà nó đánh tới đây thì nó sẽ không chạy dài nữa mà nó là sẽ thụt xuống nó tự động nó nhảy xuống như thế này à. Thì khi mà chúng ta lít vào đây thì các anh chị và các bạn sẽ thấy ở trên đây nè, nó sẽ giới hạn được là cái vùng làm việc của chúng ta ở trên cái thanh thước là từ điểm này đến điểm cuối là điểm này ha. Thì trên đây nó sẽ thể hiện cái độ dài ha, thì khoảng 12 cm đây nè, từ 0 đến 120 này, các anh chị thấy chưa, tức là nó giới hạn. Còn phía trên đây nó vẫn thể hiện được các nút tab cho chúng ta luôn nè, ví dụ ở đây nha, ví dụ ở đây thế này, khi mà mình
muốn đánh táp thì các anh chị sẽ kéo cái táp này. Nếu mà các anh chị không cần cái táp này thì nó sẽ ấy nè. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn mình đánh một cái phong chữ cỡ 36 cho các anh chị rõ nha. Nè. Bây giờ các anh chị và các bạn muốn táp á, ví dụ đây mình muốn táp vào tới khoảng này đúng không, thì chúng ta sẽ canh táp ở đây nè, và chúng ta cách một phát là nó sẽ nhảy ra tới đây ha, nó nhảy ra đây đây. Thì thường thường mình sử dụng những cái này áp dụng vào những cái lúc mà mình làm menu, tùy theo trường hợp là mình làm menu mình muốn canh cho nó thẳng thì mình sẽ áp dụng vào những cái lúc mình làm menu như thế này đó. Thì ở trong đây khi mình thực hiện như thế này thì nó cũng sẽ cho các bạn bôi đậm nghiêng và gạch dưới. Thì bên đây thì nó sẽ có thêm, ví dụ như nó sẽ có thêm cái cop rack nè, cái cop cap, tức là cái phím tắt của nó là Ctrl Shift D. Mục đích là gì? Mục đích là chúng ta để một cái chữ ha, chúng ta chọn một cái mục chữ ở đầu dòng cho nó bự lên, giống như mình ở trong Word vậy đó. Trong Word thì đó có Word test ha, thì nó như vậy. Thì đây là những cái căn bản để cho tất cả và các anh chị để nhập một cái test vào trong cái bản thiết kế chúng mình. Khi mà các anh chị làm bản thiết kế khi các anh chị làm bản thiết kế thì các anh chị có rất nhiều cách để chúng ta sẽ xử lý, nhưng mà theo mình thì các anh chị và các bạn cứ xử lý những cách nào đơn giản nhất, tại vì test lúc nào mình cũng sẽ nhập hết và mình sẽ các anh chị và các bạn sẽ tìm ra những cái cách ha cho nó dễ nhất. Ví dụ như phóng to thì chẳng nắm vào đây kéo thôi. Và ở trên đây khi mà các anh chị đấy nè, ở trên này nó có cái thêm là cái xoay ha, có thêm cái xoay thì có thể là các anh chị đánh trên đây các anh chị xoay 45 độ thì nó vẫn xoay ha. Còn nếu không thì các anh chị lít vào trong cái đối tượng giữa nè, các anh chị lít vào, các anh chị lít vào đưa con chỏ chuột vào trong giữa cái khi mà lít vào trong đối tượng ha, các anh chị sẽ thấy ở đây nó có cái nút trung tâm. Các anh chị đưa chỏ chuột vào trung tâm thì nó sẽ hiện ra cái mũi tên 4 chiều. Thì các anh chị lít một cái nữa thì nó sẽ hiện ra được là bốn góc này, nó sẽ hiện ra được là cái nút xoay, mũi tên xoay. Và các anh chị các bạn nè, khi mà đưa cái mũi tên vào nè, các anh chị các bạn thấy nè ha, và giữ trái chuột các anh chị xoay. Xoay như thế nào? Đó, xoay xoay chữ. Tức là trong thiết kế có nhiều cái đoạn thiết kế chúng ta cần để xoay cái chữ này để cho ví dụ như để cho chúng ta ghi ở đây thêm. Thì đó là canh chữ như thế này. Rồi để copy chữ, để copy chữ ra thì các bạn và các anh chị cũng có thể nhấn ở trên khi lít vào cái đối tượng chữ. Các anh chị cần để mà copy ra thì các anh chị nhấn Ctrl C ở trên bàn phím ha, và Ctrl V. Sau đó các anh chị lít ra, các anh chị nhấn Ctrl V thì nó sẽ copy ra thêm một cái bộ chữ nữa. Hoặc là các anh chị có thể là lít vào trong đối tượng chữ cần copy, sau đó các anh chị giữ trái chuột đây nè, đưa vào trong đối tượng khi mà cái mũi tên nó, cái con chỏ chuột nó hiện mũi tên là bốn góc bốn phía, thì các anh chị giữ trái chuột kéo ra ngoài và sau đó đồng thời kết hợp với tay ngón giữa để mà lít phải chuột thì nó cũng sẽ ra một đối tượng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta đó là cái hộp công cụ test, tức là nhập ha, nhập vào. Thì khi mà các anh chị muốn chỉnh sửa cái chữ này, ví dụ như có những cái chữ chúng ta cần tách nó ra, ví dụ cần tách nó ra thì các anh chị nhấn trên cái bàn phím là Ctrl và cộng cái phím chữ K thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ tách cái chữ này ra nè ha. Các anh chị nhớ nha, đây nó sẽ tách nó ra, Ctrl cộng phím K đây, tức là cái phím tắt của nó là như vậy. Bây giờ các anh chị muốn rã tiếp cái chữ cân này ra thì các anh chị cũng bấm Ctrl K thì nó sẽ hiện ra cái chữ cờ nè đó, để chúng ta làm những cái gọi là cái điểm nhấn cho cái phông chữ gì cũng được đó. Chúng ta sẽ cân khi đến khi một cái bản thiết kế mà hoàn thiện thì để đem qua các cái máy khác nó không bị nhảy chữ thì các anh chị phải convert chữ
Còn vượt chữ mục đích là gì? Nó giống như là cái đối tượng này nó sẽ không còn là phông chữ nữa, mà nó là một cái file vector. Thì để cái chữ khi mà đi qua cái máy khác, để tránh trường hợp là đi qua máy khác nó không có cái phông đó thì nó sẽ nhảy chữ ha. Thì để đó như thế thì các anh chị phải cần vượt chữ. Để cần vượt cho chữ, chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta làm. Thứ nhất là các anh chị và các bạn click vào đối tượng chữ, toàn bộ chữ trong cái file thiết kế của mình. Sau đó các anh chị và các bạn bấm vào phím Ctrl Q, Ctrl xong thêm chữ Q thì nó sẽ hiện ra, nó sẽ còn vượt được cái phông chữ như thế này, Ctrl V. Thì khi đó khi mà cần vượt thì các anh chị sẽ thấy nè, cái phi phông chữ chúng ta nó sẽ có những cái điểm ha, để chúng ta sửa nè, thấy không? Cách thứ hai là các anh chị vào trong cái phần offset. Các anh chị sổ phần offset xuống thì các anh chị sẽ thấy cái convert to convert, tức là cái phím tắt của nó là Ctrl Q ha. Rồi các anh chị rã. Thì khi đã rã phông chữ rồi thì khi mà các anh chị sửa thì các anh chị chỉ có thể là phóng to, thu nhỏ chữ thôi. Chứ khi mà các anh chị muốn sửa cái chữ này lại thì nó sẽ không còn tác dụng của một cái phông chữ nữa. Do đó chúng ta sẽ không có đánh được. Mục đích của việc convert phông chữ tức là khi mà chúng ta đem cái bản thiết kế qua nơi khác để tránh trường hợp nhảy phông hoặc là sai cái thiết kế của chúng ta, thì chúng ta phải cần vượt tất cả các phông chữ để chúng ta sau đó chúng ta sẽ gửi file qua cho những cái nơi chúng ta in, nó sẽ không có bị rơi lỗi phông chữ và sai bản thiết kế của chúng ta ha. Rồi tiếp đến là các anh chị sẽ vào trên đây là nó có cái menu test nè, menu test ha. Thì chúng ta nó còn sẽ có nè những cái dạng chữ. Đây các anh chị sẽ thấy thêm cái phần là insert này, mục đích cũng giống như ở trong cái Word, nó có những cái biểu tượng. Các bạn chọn vào insert thì đây nó sẽ hiện ra cái biểu tượng nè. Thì trên đó, trên đây nè, các anh chị sẽ thấy đây nó có sẽ hiện ra một cái phông chữ nữa. Thì ở trên những cái phông chữ này nó sẽ đưa ra những cái hình dạng cho các anh chị chọn cũng rất là hay. Ví dụ đây cái phông chữ này Wedding, tức là những cái phông chữ này nó đã theo cái dạng Windows rồi, thì các anh chị cứ click vào nè thì các anh chị sẽ thấy nó đưa ra tất cả các biểu tượng này để cho các anh chị chọn ha, chọn thêm trong cái phần insert. Thì ví dụ như mình thiết kế những cái phần nào đó mình cần những cái biểu tượng này thì các anh chị click vào trong biểu tượng này nè, giữ trái chuột các anh chị kéo ra, các anh chị thả thôi, sau đó các anh chị đương chỗ chuột kéo to lên ha. Đó, đây là một trong những cái dạng thêm cái trong cái bộ phận test ha, để chúng ta chọn thêm những cái icon cho cái bộ thiết kế chúng ta. Rồi đó là cái phần insert ha, phần insert. Rồi tiếp đến, ví dụ khi mà các anh chị đánh một đoạn văn test như thế này, ví dụ như trường em, thì khi mà tất cả các anh chị đang đánh ở trên này như thế này mà các anh chị và các bạn muốn nó cái những cái chữ đầu nó lên hoa, thì các anh chị không lại, các anh chị các bạn là sẽ có cách như thế này nè. Các anh chị là sẽ bôi đen hết cái đoạn chữ mà chúng ta cần lên hoa, sau đó các anh chị đưa chỏ chuột vào trong giữa và click phải chuột, sau đó các anh chị và các bạn sẽ thấy một cái bảng hiện ra như thế này. Sau đó các anh chị vào change cap, thì ở đây các bạn và các anh chị sẽ thấy như này, ở đây nó sẽ có 2, 4, 5 năm cái mục. Thì cái mục thứ nhất đó là lên cái chữ đầu tiên của dòng chữ. Đây các anh chị thấy chữ tử T của cái trường này nó đã lên và cái chữ em nó không lên, đúng không? Và chúng ta khi ở cái mục thứ hai là nó là ở về thường, và ở mục thứ ba là nó sẽ lên hoa hết. Ở mục thứ tư thì nó sẽ chữ đầu của tất cả các chữ nó sẽ lên hoa ha. Thì chữ này thì nó lỗi, nó chỉ để vậy thôi ha. Thì do đó là mình khi mà các anh chị các bạn làm thì lỡ trong quá trình đánh thì các anh chị có thể là sử dụng cái công cụ này thêm để chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần đưa con chỏ chuột vào trong cái chữ thôi, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng bốn phần này để chúng ta điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Rồi tiếp đến là tô màu cho chữ. Tô màu cho chữ thì cũng khá là đơn giản, các anh chị và các bạn chọn chữ, chọn cái đối tượng cần tô thì sau đó chúng ta sẽ tô màu cho chữ. Tô màu cho chữ thì click vào trong đối tượng và đưa chỏ chuột tới cái hộp màu. Các anh chị muốn tô màu nào thì các anh chị click trái chuột vào trong màu thì nó sẽ tô cái màu nền. Còn đối với màu viền cho chữ thì các anh chị click
phải chuột. À, ví dụ chúng ta tô màu nền cho chữ là màu màu đỏ, à, còn cái màu đường viền của chữ gọi là đường line thì chúng ta sẽ cho màu màu xanh đậm này, thì chúng ta lướt phải chuột thì nó sẽ ra đường xanh đậm này ha, màu xanh đậm này đây nè, các chị thấy không, đây đường viền xanh đậm. Thì để phóng to cái đường xanh đậm này lên á, thì chúng ta sẽ ở cái bài sau, ở những cái bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn, các anh chị nha. Rồi đó là cái cách và chúng ta sử dụng test. Còn đối với mình tô màu từng chữ thì chúng ta sẽ chọn ha, ví dụ như ta mô tô màu chữ trường thôi thì chúng ta sẽ chọn chữ trường, chúng ta tô như thế này đó. Rồi đó là một số cái đơn giản về sử dụng test, nhập test và một số cái phím tắt. Hy vọng là qua tới đây thì các anh chị có thể sử dụng được cái phần test và một số cái chức năng ở trong menu. Thì test như ví dụ như phần insert ha. Còn sau này sẽ có những cái phần fit test thì mình sẽ hướng dẫn ở bài sau. Các anh chị cố gắng nếu mà các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì cố gắng đăng ký kênh để khi mình chia sẻ những cái bài mới lên thì các anh chị có thể là theo dõi được và chúng ta cùng học thiết kế qua Corel nha. Rồi bài chia sẻ về sử dụng test và một số cái phím tắt về test của đến đây là kết thúc. Hy vọng các chị và các bạn có thể nắm được những cái kiến thức cơ bản để chúng ta còn đi sâu vào trong những bài sau. Chúc các anh chị và các bạn thành công trong công việc và thật nhiều sức khỏe. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.